Với vai trò là chủ tịch các bộ trưởng kinh tế ASEAN, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh vừa có cuộc điện đàm với Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi để trao đổi về kế hoạch phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng khu vực sau đại dịch Covid-19, triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện cho việc trao đổi trong khuôn khổ ASEAN cộng 3 nhằm đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế, ngăn chặn tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Như chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ASEAN cộng 3, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Tổng thư ký ASEAN cũng nhất trí sẽ theo dõi thúc đẩy các nước ASEAN cộng 3 sớm thống nhất nội dung và thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng ASEAN cộng 3 về ứng phó dịch COVID-19 trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ tại buổi điện đàm về quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép dỡ bỏ quy định tạm thời về hạn chế xuất khẩu sản phẩm y tế như khẩu trang, dỡ bỏ hạn ngạch để có thể xuất khẩu gạo trở lại bình thường kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 với tinh thần cam kết trách nhiệm tập thể trong việc đảm bảo cung ứng lương thực trong cộng đồng ASEAN và phù hợp với các tuyên bố đã được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các nước đối tác thông qua.